đây lá phong rất là đẹp luôn nè. Wow, cảnh đây rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn các bạn ơi. Đây lá phong nè, lá phong đẹp phải không nè, nè. Đấy. Đẹp quá luôn nè. Ở đây lá phong mặt trời, phong đỏ, đẹp cực kỳ. Hello. Ở đây lá phong đỏ rất là đẹp luôn nè các bạn. Các bạn nhìn xem. Wow. Gió thu. Bay bay bay. Đẹp luôn. Các bạn nhìn xem.
Bạn có nhìn thấy trên đỉnh của ngôi nhà này là núi Phú Sĩ đó các bạn. Đó, đây đó là đỉnh núi đó. Tuyết thật là nhiều luôn nha các bạn. Kiến trúc của những ngôi nhà ở đây đa số là theo kiểu Tây, còn phần còn lại là thật là cổ của Nhật luôn các bạn. Trong đây là một cái nhà hàng bán kem nha các bạn. Đây là một cây phong lá đỏ rồi các bạn. Đó. Cành lá phong đẹp quá bạn ơi.
trời đẹp luôn. Mẹ tính đứng ở đằng trước á. Trước cửa nhà cổ nãy kìa. À, nó đang dọn á. À. Để quay cảnh ra ngoài, mà ở ngoài tức tức chụp cái quán á. Con đường lá đỏ chỗ này đẹp quá chừng luôn, đẹp không thể tả luôn ha, đẹp thiệt, tuyệt vời luôn nè các bạn. Lại nhìn xem đó, trông rất là thơ mộng luôn các bạn ơi. Ở bên trong khuôn viên đó là một cái quán cà phê. Được xây dựng rất là đẹp xung quanh khuôn viên này. Bác mà nè, cái nhà đẹp không? Cái này là cái quán kem. Đúng rồi, quán cà phê. À. Happy cà phê, happy day cà phê. À, happy day. Hai đâu rồi? Tuyệt vời luôn. Giống như một bức tranh tuyệt tác luôn, thiên nhiên ban tặng. Mát tệ, mát tệ. Cái quán này rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Cái quán này xây theo kiểu cổ của Nhật á, mấy tranh là bằng rơm á. Tranh gì á. Sẽ phải. Có
Con đường này hai bên toàn là lá đỏ không nè các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ trời cũng tối rồi, thôi mình xin á hả tạm dừng video tại đây để chuẩn bị mình đi vô coi á hả ngắm đèn lễ hội đèn ở trong khu lá đỏ trong nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Bye bye.